Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang và các trường trung học phổ thông, các đơn vị có liên quan đang tập trung công tác chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất công tác đăng ký dự thi với tổng số trên 12.462 thí sinh đăng ký, giảm trên 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm trước. Trong đó có 11.548 thí sinh giáo dục phổ thông và 914 thí sinh tự do được bố trí tại 25 điểm thi với 542 phòng thi. Tỉnh Kiên Giang cũng đã hoàn tất việc thành lập hội đồng thi, các ban hội đồng thi, cũng như hoàn tất các đoàn kiểm tra công tác thi, phối hợp với tỉnh đoàn thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi cho học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã lên phương án vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo quy định về thời gian, đồng thời phối hợp với hai trường đại học, trường Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang trong công tác thanh tra thi. Còn những công việc tới thì sở sẽ hoàn tất cái kiểm tra cái cơ sở vật chất ở các cái điểm thi xong trước ngày 31 tháng 7. Và đặc biệt là sẽ thành lập cái ban tiếp sức mùa thi và triển khai cái công tác tiếp sức mùa thi đến các cái địa phương. Và cái công tác này thì sẽ phối hợp với chỗ tỉnh đoàn. Để học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đã phân công giáo viên từng bộ môn ra đề theo cấu trúc đã quy định. Hiện nay, các giáo viên đã ra đề từng bài thi và đưa lên hệ thống Intas theo phần mềm của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang. Ban giám hiệu các trường đã khuyến khích tất cả cán bộ giáo viên tích cực nghiên cứu có sáng kiến hay để đóng góp phục vụ cho kỳ thi năm nay. Dự kiến thì là phòng thi thì sẽ có là khoảng là 19 phòng thi và điều kiện của trường là sẽ đáp ứng được là 24 phòng thi ở trong năm học này. Và trường cũng đang là chuẩn bị toàn bộ về cơ sở vật chất, sửa chữa lại bàn ghế rồi các thiết bị để hỗ trợ cho cái kỳ thi tốt nhất và an toàn nhất. Điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đó là kiến thức chủ yếu tập trung ở lớp 12 theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các trường và học sinh đã chủ động bố trí công việc và tổ chức ôn tập hợp lý. Kế hoạch để học hiệu quả trong giai đoạn cuối này của em đó chính là em sẽ phân thời gian học hợp lý. Thứ nhất là buổi tối thì em sẽ làm bài tập, tập trung làm bài tập. Còn buổi sáng vào lúc khoảng 5 giờ đến 6 giờ thì em sẽ học bài lý thuyết. Như thế là nó sẽ hiệu quả hơn. Từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi, hội đồng thi sẽ hoàn thiện công tác chuẩn bị để kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 8 năm 2020.